Kính chào quý vị khán giả, chúng ta đang bước vào mùa lạnh rồi. Ngày nghỉ mà được vùi trong chăn ấm ngủ nướng thì thật là thích phải không quý vị? Chính vì vậy, chúng tôi rất cảm ơn quý vị khán giả đã thức dậy sớm cùng chào đón ngày mới với STV. Chương trình hôm nay có những nội dung gì đáng chú ý? Quý vị hãy cùng đồng hành với chúng tôi tới phút cuối của chương trình. Tôi là Thanh Trường, người sẽ đồng hành với quý vị trong chương trình. Trước hết, chúng ta cùng đến với phần tin. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững. Thời gian qua, tuy thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản đã được cải thiện nhưng chưa đạt như kỳ vọng. Để tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá kỹ lưỡng cụ thể khả năng thanh toán chi trả của các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Có giải pháp khả thi triển khai quyết liệt hiệu quả chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay đối với chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội. Theo đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030 vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt. Dự kiến đến năm 2030, tỉnh Sơn La phát triển 15.000 ha rau an toàn, tập trung bảo đảm truy xuất nguồn gốc, tổng sản lượng khoảng 250.000 tấn. Sơn La là tỉnh có diện tích và sản lượng rau an toàn lớn nhất 14 tỉnh của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Cơ cấu trồng loại theo đề án: 48% trồng nhóm rau ăn lá, 42% rau ăn thân, củ quả và 10% các chủng loại rau khác. Theo đề án, đến năm 2030, diện tích rau cả nước đạt khoảng 1,2 đến 1,3 triệu ha. Trong đó, rau an toàn tập trung bảo đảm truy xuất nguồn gốc khoảng 360 đến 400.000 ha, sản lượng đạt từ 23 đến 24 triệu tấn, giá trị kinh ngạch xuất khẩu rau đạt khoảng 1 đến 1,5 tỷ USD. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Phú Yên hiện có 10 trên 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có một bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân chung toàn huyện đạt 11,54 tiêu chí trên một xã, tăng 0,27 tiêu chí trên một xã so với đầu năm. Năm 2023, huyện đã triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đạt 39.487,6 triệu đồng. Đồng thời thực hiện 30 nhiệm vụ dự án, trong đó có 26 dự án năm 2022 chuyển sang, 4 dự án nhiệm vụ khởi công mới năm 2023. Huyện đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng 19 dự án với tổng mức đầu tư 24 tỷ 680 triệu đồng. Thời gian tới, huyện Phú Yên tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện tốt các tiêu chí đã đăng ký và được giao. Đối với 9 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, căn cứ kết quả rà soát các tiêu chí xây dựng, kế hoạch duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt, khắc phục các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu bản Trường Thượng, xã Quang Huy đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2023. Phát huy sức trẻ của thanh niên, thời gian qua tuổi trẻ huyện Yên Châu đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua phát triển kinh tế làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được một hợp tác xã do thanh niên làm chủ, một tổ hợp tác, 15 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế và trên 30 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, cho thu nhập trung bình trên 500 triệu đồng trên một năm. Năm 2023, huyện đoàn Yên Châu đã tổ chức được 6 lớp tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm giúp các đoàn viên thanh niên xây dựng các mô hình kinh tế, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thực hiện tốt hoạt động ủy thác cho vay vốn. Đến nay, toàn huyện có 63 tổ tiết kiệm với trên 1.700 đoàn viên được vay vốn, dư nợ đạt trên 87 tỷ đồng. Qua nguồn vốn đã góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt tài liệu truyền thông về sức khỏe tâm thần của học sinh phổ thông. Bộ tài liệu nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về chăm sóc sức khỏe tâm thần của học sinh cho nhân viên y tế, giáo viên, cán bộ, quản lý giáo dục, cha mẹ học sinh. Tài liệu sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử không chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà còn của tất cả các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông. Các sở giáo dục và đào tạo trên cả nước được khai thác, sử dụng làm tài liệu để tổ chức và triển khai một số giải pháp nâng cao sức khỏe tâm thần cho học sinh trong trường học. Bộ tài liệu gồm 3 chương với các nội dung: thông tin về sự phát triển của trẻ em và học sinh trên các phương diện cảm xúc và nhận thức xã hội, đạo đức, não bộ và quá trình học tập; các giải pháp nâng cao sức khỏe tâm thần cho học sinh; đi sâu về một số vấn đề về sức khỏe tâm thần của học sinh như căng thẳng, rối loạn, lo âu, trầm cảm, sử dụng chất gây nghiện. Tính từ ngày 15 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 14 tháng 11 năm 2023, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xử lý 1.300 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ với số tiền 2,55 tỷ đồng, tạm giữ 529 lượt phương tiện, tước 220 giấy phép lái xe ô tô và mô tô. Các lỗi vi phạm chủ yếu: chở quá tải trọng xe, lái xe sử dụng rượu bia, ma túy khi tham gia giao thông, vi phạm về tốc độ xe chạy, không đội mũ bảo hiểm, trẻ em chưa đủ tuổi hoặc không có bằng lái xe nhưng vẫn điều khiển xe tham gia giao thông. Để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt vào dịp cuối năm, bên cạnh việc tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý nghiêm kịp thời vi phạm về trật tự an toàn giao thông, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, từng bước kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh ở cả 3 tiêu chí. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay. Bây giờ sẽ là mục sống thật trong thế giới ảo. Thưa quý vị, phát triển văn hóa con người Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi, tuy nhiên cũng phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức, nhất là trước sự xuất hiện của không ít tình trạng nửa ta nửa Tây vào những cuộc giao lưu cộng đồng mà vô tình quên rằng bản sắc văn hóa tinh hoa đã được chọn lọc trong đó. Ứng xử với các sản phẩm âm nhạc dân tộc như thế nào và sao cho phù hợp là việc làm cần thiết trong bối cảnh xuất hiện nhiều trên nền tảng xã hội hiện nay. Đây là vấn đề mà chúng tôi muốn đề cập trong mục Sống Thật trong Thế giới ảo hôm nay. Như chúng ta đã biết, xòe thái được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể. Khi xòe thái được vinh danh bởi nó đã được chọn lọc tinh hoa văn hóa nên mới đủ điều kiện là đại diện của nhân loại. Vinh dự với di sản đó, nhiều đôi bạn trẻ đã chọn làm điệu múa trong ngày vui chung hạnh phúc của mình. Ấy vậy mà, hiện nay tại nhiều thôn bản ở vùng Tây Bắc, có không ít thanh thiếu niên dù được tiếp cận với nhiều loại hình dịch vụ giải trí hiện đại qua những phương tiện truyền thông mới, mạng xã hội, nhưng một số người mải đu chen, nhảy nhạc sàn bằng những làn điệu nhạc dân tộc đã bị remix, phối nhạc lại một cách quá đà tại những buổi tiệc tùng mà vô tình quên hay rời xa vũ điệu xòe, những giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc. Hiện nay tôi thấy mọi người hay nhảy các điệu múa xòe theo nền nhạc hiện đại trong các đám cưới, đám mừng nhà mới, thì mọi người hay nhảy theo các nền nhạc remix, nhạc sàn thì tôi thấy không phù hợp vì bản sắc văn hóa dân tộc của người Thái thì hay múa các điệu múa xòe cổ, thì mọi người nên giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thì sẽ hay hơn. Thực trạng này cho thấy để xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa dân tộc trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh việc đẩy mạnh giao lưu, học tập, tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú thêm văn hóa dân tộc với ý thức chủ động để vừa đón nhận cơ hội phát triển, hạn chế, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, mặt trái của toàn cầu hóa về văn hóa, thì đồng thời cũng cần nâng cao tinh thần tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Với tôi thì hiện nay là trong cái vấn đề âm nhạc truyền thống và đặc biệt là xòe thì đặc biệt là lớp trẻ thì đã đưa vào những cái lai căng về âm nhạc này, rồi thì là trang phục, đấy, rồi kể cả lời nói nữa. Thì theo tôi nghĩ thì không nên, mà nên đã là truyền thống văn hóa như là nhạc văn hóa thì nên giữ nguyên, này nên giữ nguyên, nếu có thì gọi là cải biến rất nhỏ thôi, vừa phải thôi. Từ những clip hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội và những ý kiến của người dân mà quý khán giả vừa theo dõi cho thấy, mỗi chúng ta, người trong hay ngoài cuộc, đều cần ý thức rằng việc tiếp thu văn hóa thế giới phải có sự chọn lọc trên cơ sở các giá trị truyền thống, bản lĩnh văn hóa dân tộc. Hơn nữa, mỗi người cần tạo sức đề kháng văn hóa với những bộ lọc vách ngăn cần thiết để đẩy lùi và chống lại sự xâm phạm của những trào lưu phản văn hóa hay các luồng tư tưởng có nội dung bình luận xấu độc. Đặc biệt, chúng ta hãy là những đại sứ thân thiện bằng lời ca, điệu múa nguyên bản, góp sức quảng bá lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc trong xã hội và đến với bạn bè quốc tế, quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, nghệ nhân ưu tú Cầm Vui, huyện Mường La là người luôn đau đáu với việc gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái. Ông luôn tích cực truyền dạy các điệu múa, hát, chữ viết và các nhạc cụ dân tộc cho nhiều thế hệ trên địa bàn, trở thành tấm gương tiêu biểu trong giữ gìn văn hóa dân tộc ở địa phương. Trò chuyện cuối tuần hôm nay, mời quý vị cùng phóng viên STV gặp gỡ nghệ nhân ưu tú đặc biệt này. Vâng, cảm ơn nghệ nhân ưu tú Cầm Vui đã có cuộc trao đổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Vâng, thưa ông, cảm hứng để ông sáng tác ra những làn điệu và những cái bài hát Thái là từ đâu ạ? Về cái cảm hứng sáng tác hát dân ca này xuất phát từ cái bản thân mình đam mê văn hóa nghệ thuật dân ca Thái. Từ nhỏ ở quê thì cũng nghe đàn em, hàng chị, bố mẹ hay hát dân ca, hát đối với nhau. Thế là tôi thích, say mê quá, tôi tìm hiểu, tò mò và học hát. Sau dần dần biết hát rồi thì tôi đã tập sáng tác để ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, tình yêu với đất nước của mình. Mà sau này dần dần là những bài hát của tôi thì được công chúng đón nhận. Để lưu giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa do chính ông đã tạo ra cho các thế hệ con cháu sau này thì ông đã làm những gì ạ? Tôi cũng truyền đạt cho nhiều lớp trẻ của cơ sở và tập cho các nghệ nhân người ta hát, thể hiện những cái bài hát dân ca của mình. Nghệ nhân ở cơ sở người ta sử dụng những bài hát của mình để truyền đạt lại với bà con nhân dân. Và hai nữa thì cũng được cơ quan Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh sử dụng in ấn trong những cái tạp chí, trong những cái tập thơ. Vâng, thưa ông, trước sự phát triển của xã hội và sự đa dạng của các hình thức văn hóa ngày càng mai một đi các cái giá trị văn hóa dân tộc thì ông có nhắn nhủ gì tới lớp trẻ? Trước sự phát triển và đa dạng về các loại hình văn hóa giới ấy, tôi cũng rất chăn trở và cũng sợ văn hóa dân tộc của mình nó mai một cũng mất đi ấy. Tôi cũng mong là những người nghệ nhân này, không phải riêng tôi mà những người biết sáng tác khác nữa, mình phải truyền dạy cho lớp trẻ, và những lớp trẻ cũng phải biết yêu lấy những văn hóa bản sắc của mình, cố gắng lưu giữ, học tập, gìn giữ bản sắc văn hóa của mình, đừng cho nó mai một đi. Hòa nhập, đừng cho bị hòa tan. Cái bản sắc văn hóa của mình, riêng của mình vẫn cần phải lưu giữ. Những lớp trẻ bây giờ ấy, nhiều người phải biết hát, biết yêu thích văn hóa văn nghệ hát dân ca Thái. Thì sau này thì mình mới lưu giữ được. Và nếu mà muốn được như thế thì cũng phải có người truyền dạy, mở các lớp tập huấn, phát hiện thêm những nhân tài ấy, những con người có giọng hát tốt đấy, mình phải mở các lớp để truyền dạy cho thì mới lưu giữ được. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông ạ. Vâng, thưa quý vị, rất trân trọng những nghệ nhân như nghệ nhân ưu tú Cầm Vui đang góp phần quan trọng để những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được lưu truyền tới các thế hệ mai sau. Tới đây, chương trình Chào Ngày Mới sáng nay sẽ được kết thúc tại đây. Chúc quý vị một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, thật nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.